Lịch thi đấu World Cup ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ ồ ạt đá lượt cuối, giờ đấu thay đổi. Đêm ngày 1 tháng 12 và rạng sáng ngày 2 tháng 12 theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra các cặp đấu ở lượt trận cuối cùng của bảng F, bảng E World Cup 2022. Bỉ sẽ đối đầu với Croatia ở lượt trận cuối cùng với bảng F. Chiến thắng quan trọng 4-1 trước Canada ở trận trước giúp cho Croatia đã vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm. Lúc này họ chỉ cần một điểm trước Bỉ để giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Croatia vẫn đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm, trong khi các đội tuyển Bỉ thì đứng thứ 3 với 3 điểm. De Bruyne và các đồng đội cần phải đánh bại đương kim Á quân World Cup nếu như mà muốn vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm tới kết quả cặp đấu còn lại. Đội tuyển Bỉ sẽ khiến cho nhiều người hâm mộ thất vọng với đối chơi vô hồn. Họ vất vả đánh bại Canada và đẩy thua Morocco với tỷ số là 0-2. Trận thua này đã chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại ở vòng bảng của họ. Theo tiết lộ báo chí, các ngôi sao của đội tuyển Bỉ thậm chí đã đánh nhau trong phòng thay đồ vì bất đồng với lối chơi trên sân. Dù đại diện Bỉ đã bác bỏ thông tin này, nhưng sự mâu thuẫn trong nội bộ của đội bóng không phải bây giờ mới xuất hiện. Một trong những vấn đề của đội tuyển Bỉ là khả năng tấn công của họ rất kém. Khi De Bruyne không còn là chính mình, Bỉ được cho là chỉ ghi được một bàn trong tổng số 19 cú sút, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng là 5,3%, mức thấp nhất kể từ năm 1982. Tuy nhiên, đội trưởng là Hazard vẫn tự tin, chúng tôi phải làm tốt ở trên sân, đó mới là điều quan trọng. Bỉ có những cầu thủ chất lượng và ở đây để giành chiến thắng. Trong khi đó, Croatia vẫn thể hiện được khả năng ghi bàn rất tốt với 4 bàn thắng vào lưới của Canada. 4-1 cũng là một tỷ số cách biệt của họ ở World Cup. Đương kim Á quân World Cup 2018 đã thắng 4 trên 5 trận ở vòng bảng gần nhất và chỉ để thua 2 trận trong 10 lần gần nhất của các cặp đôi đối thủ ở châu Âu và ở World Cup. Ở sự đoàn kết và quyết tâm hơn nữa so với đối thủ, Croatia vẫn là đội có khả năng chiến thắng hơn. Tương tự, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bỉ cũng đã giúp cho cánh cửa đi vào vòng 1-8 đã mở cửa đối với Maroc. Để có thể đạt được điều đó, họ chỉ cần không thua trước Canada ở loạt trận cuối cùng. Không phải Bỉ hay Croatia, Maroc mới là đội tuyển đang để lại ấn tượng lớn tại bảng F World Cup 2022 sau khi cầm hòa đương kim Á quân Croatia trong thế trận ngang ngửa. Maroc đã thắng thuyết phục 2-0 trước Bỉ để đứng nhì bảng chỉ với 4 điểm. Bỉ đã phải so tài với Croatia lượt cuối, nên Maroc chỉ cần giành ít nhất 1 điểm trước Canada để góp mặt vào vòng 1-8 World Cup 2022. Điểm lớn nhất của Maroc để lại World Cup 2022 không nằm ở những màn tỏa sáng cá nhân mà thuộc về lối chơi tập thể. Là một đội tuyển châu Phi vốn thường biết đến với lối chơi hoang dã có phần ngây thơ, nhưng Maroc đang bày cáo ở World Cup 2022 với sự kỷ luật, thực dụng điển hình mang hơi thở châu Âu kết hợp với sự ngẫu hứng thường thấy của các đội bóng lục địa đen. Maroc đã hòa 0-0 trước Croatia trong trận đấu phòng ngự chặt chẽ và kín kẽ tới mức là Luka Modric hay là Brozovic đều hầu như không thể tiếp cận khung thành. Hay là trận đấu với Bỉ thì Maroc vẫn chơi phòng ngự khoa học, phong tỏa sàn sao triệu USD của đối thủ, không thể có cơ hội sút thành bàn. So với World Cup 2018, giải đấu mà Maroc đã bị loại sau 3 trận hòa và thua, CX cùng với đồng đội đã trưởng thành. 4 điểm trước hai đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2018 là thành tích không phải là đội nào cũng làm được. Đáng khen hơn nữa là Maroc vốn không được đề cao bởi đội hình nghèo nàn ngôi sao. Với phong độ ấn tượng thì Maroc đã quật ngã Canada. Đại diện Bắc Mỹ có màn trình diễn đáng khen trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng trống kinh nghiệm vẫn là một hố sâu ngăn cách Canada với các đội tuyển hàng đầu. Canada với sức trẻ, tốc độ, quyết tâm, song còn non nớt trong lối chơi cũng như là khả năng tận dụng cơ hội là khiếm khuyết mà David cùng với đồng đội khó có thể khỏa lấp. Đối đầu với một đội bóng thực dụng và lão luyện như Maroc, Canada khó tạo nên bất ngờ. Dù là điểm số danh dự trước khi chia tay, Maroc sẽ phải thắng và giành quyền lọt vào vòng 1-8 World Cup 2022. Các trận đấu ở bảng F sẽ diễn ra cùng lúc 22 giờ ngày 1 tháng 12. Trong khi đó, với những gì diễn ra, bảng E xứng đáng được gọi là bảng tử thần. Sau hai lượt trận, bảng E vẫn chưa ngã ngũ khi mà Tây Ban Nha, Nhật Bản, Croatia, Đức vẫn còn cạnh tranh quyết liệt. Cơ hội vẫn còn nguyên cho cả 4 đội ở lượt trận cuối cùng. Đội tuyển Nhật Bản gặp Tây Ban Nha, trong khi Đức sẽ đối đầu với Croatia. Các cặp đấu diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 2 tháng 11. Nhật Bản đã gây sốc khi mà giành chiến thắng 2-1 trước Đức ở trận ra quân World Cup 2022. Tuy nhiên, họ đã ném đi cơ hội giành vé vòng 1-8 của mình khi mà thất bại 0-1 trước Costa Rica. Thua trận trước Costa Rica khiến cho Nhật Bản lâm vào một thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Về mặt điểm số, Nhật Bản vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng trên thực tế cánh cửa đi thì rất là hẹp. Bởi vì Nhật Bản cần giành ít nhất 1 điểm, đồng thời trong trận đấu cùng giờ, Costa Rica và Đức phải phân thắng bại. Nếu Costa Rica thắng Đức hoặc là Đức thắng Costa Rica 2 bàn trở lên, Nhật Bản phải có 3 điểm trước Tây Ban Nha mới đoạt vé.
Trên thực tế, việc kiếm được một điểm trước Tây Ban Nha là một nhiệm vụ rất khó đối với Nhật Bản. Mặt khác, đội bóng này cũng đã quyết tâm giành chiến thắng chắc suất vào vòng 1-8 với ngôi đầu bảng. Trong trận đấu này, Nhật Bản có lực lượng gần như là mạnh nhất, nhưng họ lại bị lịch sử quay lưng. Theo đó, lần so tài duy nhất vào năm 2001, Samurai Xanh đã thua Nhật Bản với tỷ số là 0-1. Những đại diện của châu Á như Qatar, Iran đã bị loại khỏi World Cup theo kịch bản khác nhau. Đặc biệt, Iran họ chỉ cần hòa Mỹ đã có vé đi tiếp, nhưng đã không làm được vì khoảng cách nhất định về trình độ. Nhật Bản thậm chí còn đang có một thế khó hơn Iran rất nhiều. Tất nhiên, Nhật Bản là một đội không hề bỏ cuộc và không dễ để bỏ cuộc khi gặp những đối thủ lớn. Nhưng như với tài năng hiện tại của mình, thật khó để Samurai Xanh có thể mơ về điều kỳ diệu. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, không ai nghĩ rằng đội tuyển Đức rơi vào một hoàn cảnh khó khăn tới như vậy. World Cup 2022, đội bóng này được nhớ tới vì tranh cãi ồn ào bên ngoài sân hơn là màn trình diễn về chuyên môn. Sau thất bại cay đắng 1-2 trước Nhật Bản, đội tuyển Đức có được một trận hòa quý giá 1-1. Nhiều thời điểm, người hâm mộ nghĩ rằng cỗ xe tăng sớm dừng bước ở vòng bảng, nhưng cục diện bảng E dễ thở hơn một chút với thầy trò vị huấn luyện viên Hansi Flick sau khi vượt qua lượt trận thứ hai. Hy vọng vẫn còn cho nhà vô địch thế giới 2014 dù họ đứng cuối bảng. Đội tuyển Đức vẫn phải giành chiến thắng để giành quyền đi tiếp, tuy nhiên họ cần một kết quả có lợi từ Nhật Bản với Tây Ban Nha. So sánh về thể lực, đội tuyển Đức hoàn toàn có thể vượt trội so với đội tuyển Costa Rica. Đại diện khu vực CONCACAF đã gây ra rất nhiều thất vọng khi thua đội tuyển Tây Ban Nha 0-7 ở lượt trận đầu tiên, nhưng với 3 điểm ở lượt trận thứ hai, hy vọng của Keylor Navas và các đồng đội được thắp lên. Nhưng đội tuyển Đức sẽ chơi rất khác so với chính họ trong hai trận vừa qua, trong thế không còn gì để mất. Vì huấn luyện viên Flick sẽ tạo nên một thế trận tấn công mạnh mẽ, thậm chí điều chỉnh về mặt nhân sự. Cầu thủ để lại dấu ấn cao cũng sẽ ra sân ngay từ đầu. Sunny chưa có phong độ tốt nhất, nhưng cầu thủ của Bayern Munich đang mang tới một làn gió mới. Thậm chí vị huấn luyện viên Flick có thể nhờ cậy tới một tài năng trẻ, đó chính là cầu thủ Edini, tiền đạo của Borussia Dortmund, sở hữu một tốc độ thần gió. Khi trong thế bế tắc, đội tuyển Đức cần có những quân bài mang tính đột biến. Có điều là họ cần phải chỉnh lại thức ngắm trong pha dứt điểm. Làm được điều này thì đội tuyển Đức vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp.